Hai bên nên là tập tài chống xe này. Đây là thế. Đây là thế thì ở đây chúng ta đã biết về chiều cao và chiều lực của Việt tướng Nguyễn Thế Cử. Chúng ta đã biết là Nguyễn Thế Cử chúng ta cũng đã bật cửa điện cho xem được. Với đặc cấp thì hai người tướng này có đặc cấp ngang nhau. Nhưng mà trình độ đào tạo thì có lẽ đố kia nào được ơi. Đố kia bật được. Cái tướng Nguyễn Thế Cử và Sa Cơ thì cũng rơi xuống chứ không phải rơi xuống bằng đấy. Hai bộ vỗ tay từ thi đấu ở tư thế đúng. Trong bộ vô vật thì đô vật thế anh của quân đội vượt trời xa hơn so với đô thế cử. Đô vật thế cử của Vĩnh Phúc là đô vật trẻ và như chúng tôi giới thiệu thì anh có tập vóc của một chùi vật. Hơn so với đô thế anh có một người thắt đáy đơn vọng và một con người ra sáng của chùi vật hơn. Hai đôi đang đọc tay tư thì đấu ở tư thế đúng. Sao sao thế cử sao sao. Phải nói là sự kinh nghiệm dày dặn của Đô Thế Anh đã thực hiện các động tác thoát hiểm rất nhanh. Một đầu tóc của cổ thí cử không thành công. Thế anh giật ra rất nhanh, nhảy người ra ngoài rất nhanh tránh tiếng công cụ của đối phương. Đến hôm nay thắng lương trận đấu hai đội chỉ đối đầu
như chúng tôi thấy cầu thì phải nói. Chúng ta thấy trên dưới lúc này là cặp thi đấu giữa Thế Anh câu lạc bộ Quân đội về thắt đáy nương non. Lúc này thì đội Thế Cửu của Vĩnh Phúc thì ra sóng. Hình sóng của sư chủ này. Hình thể của hai người đang đối nghịch nhau và anh đang tiếp tục thi đấu với nhau trong chương trình khá giải nhất. Một tấm tóc đôi của hai Thế Cửu. Đây là trận thứ 3 trong chương trình khá giải nhất của đội Thiên Tướng Thế Anh. Người mang đai xanh và người mang đai đỏ là Thiên Tướng Thế Cửu của Vĩnh Phúc. Vừa qua cũng 3 lần người tấn công, chủ động tấn công đầu tiên đều là Thiên Tướng Thế Cửu. Ông Phạm Anh Sơn, chủ tịch của hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng.